Chẳng biết rong chơi liền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Chào mừng các bạn đến với xứ sở của giây phút hiện tại. Xin chào tất cả các bạn, hiện nay Bổng Ngô Mario cùng với anh Huy đang có mặt tại Tu Viện Thánh An. Và có thể nói đây là một ngôi chùa cực kỳ độc đáo luôn. Và ngôi chùa này mang kiến trúc của xứ sở Hoa Anh Đào. Và vì sao mình nói ngôi chùa này cực kỳ độc đáo thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng follow theo Bổng Ngô Mario trong tập này nha các bạn. Và mình đảm bảo rằng sẽ không làm cho các bạn thất vọng trong tập này đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ let's go đi tìm hiểu về ngôi chùa này nào. Let's go, đi nào. Và như các bạn sẽ thấy là Tu Viện Khánh An mang phong cách của Phật giáo Bắc Tông, đậm nét kiến trúc Á Đông. Công trình lớn nhất là khu chánh điện được xây dựng uy nghiêm với 4 tầng và được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá. Và điều khiến Bổng Ngô Mario cực kỳ ấn tượng đó là nét kiến trúc tựa như những ngôi chùa ở đất nước mặt trời mọc. Điểm nhấn độc đáo của Tu Viện là những mái vòm cong hướng lên trên bầu trời nha. Và nếu mà bạn đã từng đi chùa ở Nhật thì bạn sẽ thấy những kiến trúc này tương đồng với những công trình Phật giáo của xứ sở Hoa Anh Đào, đúng nào? Và nơi đây được gọi là Nhật Bản thu nhỏ tại Sài Gòn nha các bạn. Và kết cấu của chánh điện là gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Và mỗi tầng đều có lan can bằng đá, chạm trổ rất là tinh xảo. Hay à, hôm nay ông trời lại giận hờn vu vơ. Trời, nửa mưa, nửa nắng. À, có một cái điều đặc biệt nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là trên những bức lan can như thế này tại chùa được điêu khắc hoàn toàn bằng những bút bông sen rất là đơn giản. Đơn giản nhưng mà rất là tinh tế nha các bạn. Không phải là những bức tranh rồng bay phượng múa mà chỉ là những bức sen thôi nha. Tựa như cung điện trong thời phong kiến, cột kèo trong ngôi chùa này được làm từ chất liệu gỗ quý, sáng bóng và nổi bật. Và chùa thì gồm rất là nhiều hạng mục, như chánh điện của chùa được mang tên là Phật đường tỉnh thức với cái cấu chủ đạo được làm bằng gỗ và là nơi tụng kinh lễ bái, tọa thiền của các chư tăng Phật tử nha các bạn. Và đây là nơi thanh tịnh tuyệt đối dành cho những ai yêu thích nơi cửa Phật. Và khi các bạn đứng trong khuôn viên chùa, bạn sẽ còn cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ, bắt mắt của tu viện. Những khung cửa sổ cầu kỳ hay con đường lát đá bình yên đều làm nên chất riêng của chốn linh thiêng thiền tịnh này. Và đây, tèn 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 tèn, đây chính là khách đường thảnh thơi. Các bạn sẽ thấy là các cánh cửa đều được sơn màu đỏ và xen lẫn một chút vàng đồng, nhìn rất là đẹp mắt luôn, đúng các bạn? Và điểm nhấn tại khu vực này chính là phần chóp màu vàng cao vút lên trên nền trời. Và kiến trúc này bạn sẽ thường thấy trong đền chùa của Nhật Bản nha các bạn. Wow, wow, các bạn ơi, ở ngoài sự thanh tịnh tuyệt đối thì ở đây góc nào cũng trở nên đẹp mộng mơ, đẹp lung linh luôn. Và điều này dành cho những ai yêu thích sống ảo, đảm bảo là chúng ta sẽ có những tấm hình đẹp lung linh, mê ly luôn các bạn ạ. Và đây được gọi là lầu ngắm Phật nha các bạn, nơi có lầu gỗ trên mặt hồ và xung quanh thì trồng rất là nhiều cây và là nơi để bạn dừng chân đọc sách này, uống trà nha. Tôi hoa nguyện vào trong thiên nhiên nha các bạn thấy không? Tôi là tiếng chim kêu, ve sầu kêu, quá đã. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy đi ra giữa sân chùa nào. Và điều đầu tiên mà đập vào mắt các bạn đó là bức tượng Quán Thế Âm tự tại được đặt uy nghi giữa sân chùa và xung quanh sẽ có những lối nhỏ, những cây cầu đưa lối vào tượng Quán Thế Âm tự tại nha các bạn. Và xung quanh các bạn nhìn thấy là toàn là màu xanh của hoa và lá và Bổng Ngô chắc chắn nơi đây sẽ làm cho tâm hồn của bạn an lạc nhất. Đằng sau Bổng Ngô Mario chính là vườn Quan Âm với bức tượng Bồ Tát tự tại với dáng ngồi cực kỳ an nhiên luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đi ra đằng sau nội viện để các bạn có thể chiêm ngưỡng bức tượng này nha các bạn. Và khi bạn đứng chiêm bái Bồ Tát tự tại trong khu nội viện thì ở ngay vị trí này sẽ mang lại cho bạn cảm giác cực kỳ bình yên với mái ngói của chùa sau lũy tre và bạn có thể nhìn ngắm toàn bộ mặt sau của chùa nha. Sao, thích rồi đúng không? Chưa đâu, đằng sau mình
chính là hồ chuyển hóa, trong rất là nhiều sen. Một mùi rất là thơm nha các bạn. Đi nào, let's go. À, các bạn có biết vì sao nơi đây được gọi là hồ chuyển hóa không? Bởi vì khi mà lòng người dao động bất an, trực dài trên ý niệm tham sân si, thì bổng ngô cam đoan rằng khi mà bạn tới đây thì bạn sẽ vứt bỏ mọi buồn phiền. Và bổng ngô phải nói rằng là cái hồ này cực kỳ rộng và sen mọc quá trời quá đất luôn các bạn à. Và các bạn sẽ thấy là có một chiếc thuyền nằm đó và sẵn sàng chờ những vị khách lữ hành tới dừng chân nơi đây. Thật là hạnh phúc quá đi đúng các bạn. Bổng ngô Mario có một cái lời khuyên cho các bạn nha các bạn. Đó là khi các bạn đi tới tu viện Khánh An thì các bạn nên nhớ tránh đi vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Bởi vì thứ bảy chủ nhật người ta đi tới đây chiêm bái Phật rất là đông, nên các bạn nên đi vào những ngày giữa tuần là ok nhất luôn. Và có một cái điều nữa là các bạn nên nhớ là điều này mới là điều quan trọng này. Đó là khi các bạn tới đây thì các bạn nhớ ăn mang cho lịch sự nha các bạn, để chúng ta giữ trang nghiêm nơi cửa Phật nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Bổng Ngô Mario. Và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong những tập tiếp theo, để lại những lời comment, bình luận để chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.